Mặc dù hội tụ đầy đủ các yếu tố mà bất kỳ một quý cô nào cũng mơ ước, đó là sự giàu có, tài giỏi và đẹp trai, nhưng diễn viên Lý Hùng vẫn độc thân. Và lý do đó chỉ có những người trong gia đình mới hiểu vì sao. Trong một số bài báo gần đây, Lý Hùng từng cho biết, "Thư tỏ tình ở nhà tôi chất thành núi, nhưng tôi trân trọng sự yêu mến của khán giả, chứ không đáp trả nó theo mối quan hệ yêu đương." Nhiều lúc, đi diễn ở các tỉnh phía Bắc, các cô gái còn nói vui, hôm nào trời đẹp thì cho sinh đứa con. Thế nhưng đến bây giờ, nam tài tử nổi tiếng của điện ảnh Việt một thời vẫn không chịu lấy vợ, và đó đều có lý do cả. Lý Hương, em gái của Lý Hùng chia sẻ, anh Hùng là người của công việc, để kiếm được người phụ nữ có thể thông cảm, thấu hiểu và chấp nhận người chồng như vậy thì thật sự rất khó. Cô em gái của Lý Hùng cho biết, một ngày của anh sáng thức dậy là đi đóng phim, tối đi hát, chạy show, chủ yếu là ở các tỉnh như Vĩnh Long, Trà Vinh hay Cần Thơ. Có đêm, Lý Hùng chạy tới 2-3 show, nên 1-2 giờ đêm mới về tới nhà. Ngày nào cũng như ngày nào, làm sao có thể có vợ được? Em gái anh nói, trong mắt 6 anh chị em của Lý Hùng, anh là người con rất có hiếu với cha mẹ, anh thuộc tiếp đàn ông của gia đình. Theo lời Lý Hương, từ nhỏ đi hát, đóng phim được bao nhiêu tiền, Lý Hùng đều về đưa cho mẹ giữ hết. Chỉ khoảng chục năm nay, mẹ anh mới từ chối giữ tiền, thế là kiếm được bao nhiêu, anh ấy cũng đem về lo hết cho gia đình. Tất cả mọi chi phí trong nhà hiện giờ đều do anh Hùng lo hết. Cô cho biết thêm, có thời gian rảnh, anh ấy đều ở nhà với ba mẹ, ăn cơm với ba mẹ hoặc dẫn ba mẹ đi ăn ở ngoài, anh Hùng không bao giờ đi chơi. Ngồi chung bàn ăn, lúc nào anh ấy cũng gấp cho má, má ăn cái này, má ăn cái kia, còn tôi thì gấp cho ba. Mấy anh em trong nhà đều noi gương anh Hùng để chăm sóc cho ba mẹ thật tốt. Anh Hùng cũng biết là mình khó có vợ, anh ấy nghĩ là khó có người phụ nữ nào có thể chấp nhận được người chồng như anh. Nếu biết người ta không chấp nhận được thì lấy vợ làm chi, vừa khổ mình, vừa khổ người ta, lại khổ cho cả ba mẹ. Tự biết mình khó tìm được người phụ nữ đồng cảm, hiểu và chấp nhận cuộc sống quá bận rộn của mình, nên từ ngày em gái về Việt Nam, Lý Hùng bảo, thôi Hương ơi, anh em mình ở giá luôn đi, con gái thường thương ba, em chăm sóc cho ba, còn anh thì chăm sóc cho má. Không những đi đóng phim tối ngày, anh còn chạy show ca nhạc ở tỉnh lẻ, vì quá bận rộn nên đến giờ anh đã quyết ở giá. Lý Hương khẳng định, ba mẹ ngày trước cũng giục, cũng hối thúc anh Hùng về chuyện vợ con, nhưng bây giờ thì mọi người lại kệ. Ba mẹ tôi nói hoài cũng vẫn thế, riết rồi không ai nói nữa, ba mẹ tôi cũng kệ luôn. Anh ấy muốn làm gì thì làm, chừng nào có vợ thì có, Lý Hương thẳng thắn chia sẻ. Chị cũng bày tỏ suy nghĩ của mình về chuyện ế vợ của anh trai. Anh ấy cài suốt như vậy thì thời gian đâu mà kiếm vợ được. Anh Hùng cũng có bạn gái nhưng bận quá, bỏ bê người ta như vậy thì ai mà chấp nhận cho được. Tình yêu phải có thời gian vun đắp, thời gian chia sẻ. Nhưng thời gian anh ấy còn không có cho người ta được thì làm sao mà cưới vợ. Nên giờ anh ấy vẫn ế là như vậy đó. Nói đến những người đẹp song hành cùng Lý Hùng, hẳn nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến những mỹ nhân nổi tiếng màn ảnh một thời như Thu Hà, Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng hay Lý Thu Thảo. Chuyện phim giả tình thật trong giới diễn viên xưa nay không phải là ít. Dĩ nhiên, một tài tử giữ kỷ lục đóng nhiều vai chính nhất, nổi tiếng nhất với các vai công tử Bạch Mã và có đến hơn 30 người tình trên màn ảnh như Lý Hùng cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, ngoài cuộc đời, Lý Hùng chỉ có duy nhất một bóng hồng từng song hành, đó là diễn viên nổi tiếng Y Phụng. Đến giờ, Lý Hùng ít khi nhắc lại chuyện xưa bởi anh vốn kín tiếng, không muốn làm ảnh hưởng đến người khác. Tuy vậy, nhắc đến mối tình đã đào sâu chôn chặt trong ký ức, anh cũng bùi ngùi cảm thán. Thôi thì chuyện qua rồi, hãy để nó trôi theo dòng thời gian. Mọi thứ giờ chỉ là những kỷ niệm đẹp. Tôi và Y Phụng yêu nhau 4 năm, nhưng nhiều khúc mắc về gia đình khiến chúng tôi không được đến bên nhau. Tôi rất tiếc nuối, nhưng âu đó cũng là duyên số. Người xưa có câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đến bây giờ, nam diễn viên Lý Hùng vẫn sống một cuộc sống độc thân, nhưng rất hạnh phúc bên ba mẹ và các em của mình.